Nếu bạn sợ chấn thương khi chơi thể thao, hãy ghé thăm shop Móng TV để đặt hàng bó khuỷu tay online chính hãng, bó gói 360 độ CS bảo vệ toàn phần, sản phẩm uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng. Hãy liên hệ Zalo Móng TV 0376993106 để được tư vấn và đặt hàng nhé. Móng TV uy tín là trên hết. Bất kỳ một môn thể thao sử dụng tay chân nào, người thuận tay trái hoặc chân trái đều tạo ra những sự khác biệt. Và trong bóng chuyền cũng như vậy, những tay đập thuận tay trái sẽ có những cú đập bóng mà đối phương rất khó bám chắn. Và nhắc đến những người tài trái ấy, không thể nào bỏ qua cái tên Trần Đình Quý, tức Quý MC. Móng TV đã có clip về tiểu sử của Tú MC và thật thiếu sót khi bỏ qua cái tên Quý MC, phải không anh em? Ok, và hôm nay Móng TV xin mời anh em cùng theo dõi về một video tiểu sử của tay đập khét tiếng câu lạc bộ vật liệu xây dựng Bình Dương và bóng chuyền đậu miền Nam trong thời gian vừa qua nhé. Và trước khi bắt đầu video, một lần nữa Móng TV xin chân thành cảm ơn anh Quý, YouTuber mê bóng chuyền đã hỗ trợ video để Móng có clip này gửi đến anh em. Và để có video clip, Móng TV phải sưu tầm rất nhiều từ những nguồn tư liệu cũng như trí óc và sức lực. Vậy nên đừng ngại ngùng nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ Móng nhé. Còn bây giờ thì intro. Sinh ra và lớn lên ở thị trấn La Hai, tỉnh Phú Yên, tuổi thơ của Đình Quý gắn liền với sân chơi bóng chuyền sau mỗi giờ tan học. Không biết từ bao giờ, những cú bật nhảy dứt điểm, những cú giao bóng đầy uy lực của các anh trong xóm đã khiến cho Đình Quý đam mê bóng bóng chuyền. Để rồi từ đó, chàng trai sinh năm 1992 ước mơ một ngày sẽ được vào sân chơi bóng, khi đó anh đang học cấp 2. Đam mê có sẵn, lại có năng khiếu thiên bẩm, đặc biệt là Quý thuận tay trái đánh bóng rất khó chịu, nên từ khi bắt đầu chơi bóng chuyền, Đình Quý luôn góp mặt trong thành phần của trường, tham dự các giải đấu ở huyện rồi lên tỉnh. Kết thúc 12 năm đạn sách, trong khi chúng bạn chọn thi vào các ngành nghề khác nhau, thì Đình Quý quyết định nộp đơn thi vào trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành bóng chuyền. Và tại đây, Quý MC học cùng khóa với Lương Phương Bình, tức Ali Bình và Thọ Bến Tre. Cũng chính vì chung khóa nên thỉnh thoảng họ thường ra ngoài đánh đậu cùng nhau để trau dồi thêm kỹ năng. Vào những năm 2009-2010, Trần Đình Quý nổi lên như là một tay đập khét tiếng của trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Ở độ tuổi đôi mươi, Trần Đình Quý đã cao 1m80 và một thể hình săn chắc, sáu múi đẹp đẽ cùng với sức bật đà lên tới 3m25. Quý MC đã chinh phục những nhà tuyển trạch bóng chuyền. Và rồi, một bước ngoặt đến với con đường sự nghiệp của vận động viên Trần Đình Quý khi huấn luyện viên Nguyễn Văn Hòa, một cựu vận động viên bóng chuyền tài ba, giới thiệu Đình Quý về chơi cho câu lạc bộ vật liệu xây dựng Bình Dương vào năm 2012. Giấc mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp của anh đã bắt đầu từ đây. Về với đội bóng chuyền đặc thủ, Quý MC được tạo điều kiện tốt nhất để có thể vừa thi đấu, vừa hoàn thành chương trình học đại học. Lúc này, chủ công của vật liệu xây dựng Bình Dương đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành bóng chuyền. Đó là một sự chuẩn bị sẵn sàng của Đình Quý cho tương lai để sau này chuyển sang ngành công tác huấn luyện. Ngay từ thời điểm bước chân vào con đường chuyên nghiệp, Trần Đình Quý đã rất mến mộ cái tay trái ma thuật của vận động viên Mai Hồng Thái của câu lạc bộ vật liệu xây dựng Biên Hòa. Cựu thành viên của tuyển thủ quốc gia với khả năng xử lý tay trái khéo léo. Và một thông tin thêm cho anh em là Mai Hồng Thái cũng đã từng chạm trán với tay súng và Khanh Super rồi nhé. Thuận tay trái lại thi đấu ở vị trí đối chiền, đó là một sự sắp xếp quá ư là hợp lý từ ông trời cho đến ban huấn luyện của câu lạc bộ vật liệu xây dựng Bình Dương. Và nói đến thuận tay trái và thi đấu ở vị trí đối chiền thì cái tên Nishida có lẽ chắc anh em cũng hiểu bá đạo như thế nào rồi đấy. Gần 8 năm thi đấu cho vật liệu xây dựng Bình Dương, dù đôi lúc có trải qua quá nhiều khó khăn, nhưng tình cảm anh em trong đội dành cho nhau, sự đoàn kết của tập thể đã giúp cho Đình Quý gắn bó lâu dài với mảnh đất này. Anh chính là hạt nhân giúp cho đội bóng chuyền Bình Dương trở lại sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam. Tại giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc năm 2019 vừa qua, Đình Quý đã thi đấu cực kỳ xuất sắc, giúp cho câu lạc bộ vật liệu xây dựng Bình Dương sớm giành vé trụ hạng và giành hạng 3 tại giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2019. Và trong môi trường bóng chuyền độ, Trần Đình Quý với biệt danh là Quý MC đã thi đấu vô cùng thăng hoa khi tên tuổi của anh phủ sóng dày đặc các đặng bóng gần đây. Người hâm mộ cực kỳ yêu thích một vận động viên chuyên nghiệp Trần Đình Quý khi ra sân phụ thi đấu, đặc biệt là các fan nữ lại còn thích body 6 múi cực chuẩn từng cm của Trần Đình Quý. Với tính cách hòa đồng và tinh thần thi đấu quyết tâm, ham học hỏi, việc tham gia môi trường bóng chuyền độ sẽ rèn luyện cho Quý những kỹ năng cá biệt mà môi trường chuyên nghiệp không có. Các bạn thử nghĩ xem, một vận động viên vừa thành công cả hai môi trường thì còn gì bằng, đúng không? Và nếu anh em hâm mộ chàng trai Trần Đình Quý, tức Quý MC, đừng quên theo dõi Facebook của Trần Đình Quý với nickname Quý Trần nhé. Đam mê bóng chuyền từ thuở nhỏ, ước mơ một ngày trở thành vận động viên chuyên nghiệp.
Giờ đây, giấc mơ đó của Trần Đình Quý, đội trưởng của đội bóng vật liệu xây dựng Bình Dương đã thành hiện thực khi anh là quân bài không thể thiếu của huấn luyện viên Dương Tấn Dinh. Quý MC và Tú MC sẽ là trụ cột của câu lạc bộ vật liệu xây dựng Bình Dương từ quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Móm tin chắc là vậy. Video về Trần Đình Quý xin khép lại tại đây nhé. Và nếu anh em nào có nhu cầu mua đa bảo vệ gói 360 độ CS và bó khuỷu tay online chính hãng, hãy liên hệ Zalo Móm TV để đặt hàng. Anh em hãy test hàng thoải mái trước khi nhận hàng nha. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em. Bye bye. Nếu bạn sợ chấn thương khi chơi thể thao, hãy ghé thăm shop Móm TV để đặt hàng bó khuỷu tay online chính hãng, bó gói 360 độ CS bảo vệ toàn phần. Sản phẩm uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng. Hãy liên hệ Zalo Móm TV 0376993106 để được tư vấn và đặt hàng nhé. Móm TV uy tín là trên hết.